Xin mời các anh chị, chúng ta cùng chuyển sang bài thứ hai của câu 2. Bài thứ hai của chúng ta là bài tìm hàm UXy. Biết U phẩy x bằng 5x4 cộng 9x bình y bình trừ 4x y mũ 3 cộng 7y cộng 4. Và U phẩy y thì bằng 4y mũ 3 cộng 6x mũ 3y trừ đi 6x bình y bình cộng 7x trừ 6. Như vậy đây cũng là một bài dễ trong đề thi của chúng ta. Bài này thì chính là bài tìm hàm UXy, biết U phẩy x và U phẩy y. Thì chúng ta cũng đã có cái phương pháp làm rồi. Thế cụ thể chúng ta trình bày như sau. Ở đây người ta cho chúng ta biết U phẩy x. U phẩy x thì chúng ta biết là hàm fx thì chính là bằng nguyên hàm của f phẩy x dx. Đây chúng ta vận dụng cái kết quả của nguyên hàm này thì chúng ta có là uxy, hàm uxy của ta thì nó chính là nguyên hàm của u phẩy x dx. U phẩy x dx. Bây giờ chúng ta thay u phẩy x vào, thì cái này nó chính là bằng nguyên hàm của 5x mũ 4 cộng với lại 9x bình phương y bình, x bình phương y bình phương trừ đi 4x y mũ 3 cộng 7y cộng 4 dx. Nguyên hàm này ta tính bằng như sau. Ở đây ta coi y nó là tham số 5x mũ 4 dx thì chúng ta đưa 5 ra. Đấy, nguyên hàm của x mũ 4 dx thì ta tăng bậc lên thì chính là x mũ 5 chia 5. Tiếp tục cộng nguyên hàm của 9x bình y bình dx là ta đưa tham số là 9y bình ra, 9y bình phương. Nguyên hàm của x bình dx là ta tăng bậc nó lên là x mũ 3 chia 3. Đấy. Trừ đi nguyên hàm của trừ 4x y mũ 3 dx, ta đưa trừ 4y mũ 3 ra ngoài, 4y mũ 3 ra ngoài. Nguyên hàm của x dx thì chính là bằng x bình trên 2. Đấy. Cộng với lại nguyên hàm của 7y dx thì nó chính là 7y x. Và nguyên hàm của 4 dx thì nó chính là bằng 4x. Cộng trong biểu thức tính nguyên hàm của chúng ta thường cộng với lại hằng số c ở đây. Thế tuy nhiên ở đây hằng số c của ta đây là hằng số đặc biệt. Tôi đã chú ý cái điều này rất là nhiều lần rồi. Vì hàm của ta đây là hàm uxy, là hàm hai biến theo x và y. Thế cho nên là số c ở đây nó chính là cái hàm fi, chứ nó không phải là số c, hằng số c thông thường nữa. Như vậy là cộng với fi và chỗ này nó sẽ bằng, chúng ta giải ước nó đi là 5 chia 5 hết. Như vậy cái này còn x mũ 5 cộng với lại 9 chia 3 được 3. Như vậy là 3 y bình x mũ 3 trừ đi 4 chia 2 được 2 là 2 y mũ 3 x bình cộng với lại 7 xy cộng 4x cộng với lại fi, đó. Như vậy là tạm thời chúng ta xác định được uxy nó chính là cái hàm hai biến xy như trên và cộng với lại cái fi. Như vậy ở đây là chúng ta chưa biết fi. Muốn xác định được uxy thì chúng ta phải đi xác định được cái thằng fi này. Đấy, cái hàm theo biến y này. Thì từ đây thì chúng ta cũng có thể tính được là u phẩy theo y thì sẽ bằng từ cái hàm u x y chúng ta vừa tìm được như trên này. Đấy. Bây giờ chúng ta tính đạo hàm riêng của nó theo bên y, tức lúc này ta coi x nó là các cái tham số. Đấy, coi x là tham số, như vậy x mũ 5 đạo hàm bằng 0. 3 y bình x mũ 3 mà đạo hàm theo y thì là 3x mũ 3 nhân với 2y, tức là bằng 6x mũ 3y. Tương tự trừ 2y mũ 3 x bình đạo hàm theo y thì nó sẽ là trừ 6 trừ 6 x bình y bình, x bình y bình, 7x y đạo hàng theo y còn cộng với 7x, 4x đạo hàng theo y thì bằng 0. Còn cái thằng này f y đạo hàng theo y thì chính là f phải theo y như này. Đấy, như vậy là từ cái hàm uy mà chúng ta biểu diễn theo fi ở trên, chúng ta sẽ tính được đạo hàm riêng theo bên y của nó, cái kết quả như trên đây. Và chúng ta so sánh với lại cái u phải y mà người ta đã cho. Đấy, u phải y người ta đã cho cái này thì bằng kết quả u phải y người ta cho, tức là bằng 4y mũ 3, 4y mũ 3 cộng 6x mũ 3y. Đấy, trừ đi 6x bình y bình cộng 7x trừ 6. Thì như vậy là từ cái đẳng thức này, thì chúng ta thấy là hai vế của ta có 6x mũ 3y, 6x mũ 3y hết, trừ 6x bình y bình, trừ 6x bình y bình hết, 7x và 7x hết. Như vậy là ta rút ra được f phải y của ta. Từ đây ta suy ra là f phải y của ta lúc này nó chỉ còn là 4y mũ 3, 4y mũ 3. Nhớ đây là f phải y trừ đi 6, trừ đi 6. Như vậy là f phải y mà bằng 4y mũ 3 trừ đi 6. Thì ta lấy nguyên hàm hai vế, thì chúng ta sẽ suy ra được là fi sẽ phải bằng nguyên hàm 4y3 trừ 6 di. Thì ta suy ra được là fi của ta ở đây, ta tính cái nguyên hàm này hết sức đơn giản, đó chính là bằng 4y3 di thì chính là y4 chia 4 trừ 6 di thì chính là 6y. Nhớ nguyên hàm chúng ta cộng với hàm số c, vì đây nó là nguyên hàm của hàm một biến y. Cho nên cái này nó sẽ bằng 4, đơn giản với 4 hết, y 4 trừ đi 6y cộng với c. Đây chính là hàm fi của ta. Như vậy sau khi tìm được hàm fi rồi thì chúng ta thay vào đây. Đấy, thay vào cái hàm u y của ta. Như vậy là cuối cùng chúng ta kết luận được là hàm u x y của ta sẽ phải bằng x mũ 5, cộng 3 x mũ 3 y bình. Đấy, x mũ 3 y bình trừ đi 2 y mũ 3 x bình cộng 7 x y cộng 4x, 7 x y cộng 4x cộng với fi. Đây ta thay fi bằng y mũ 4 trừ 6 y cộng c, ta vừa tìm, cộng y mũ 4 trừ 6 y cộng c. Thì đây chính là cái hàm uxy mà chúng ta cần tìm, và đây chính là kết quả cuối cùng của bài toán. Đấy, kết quả cuối cùng của bài toán. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi.